Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ review về chiếc máy Zebat Nhật lần 2 đến 3 con cơ và sau này chẳng. Chiếc máy này về Việt Nam đã được chúng tôi bảo dưỡng lại động cơ để có thể hoạt động tốt tới 10 năm và có thể hơn thế nữa. Khẳng định tay nghề của chúng tôi rất là cao. Máy rửa được từ 12 đến 14 chiếc bát con, 6 chiếc đĩa, 6 chiếc bát to, một xoong, một chảo, đủ đến từ 2 đến 3 mâm cơm ở thành thị và nông thôn. Bạn lưu ý 6 chiếc bát con, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, một dàn ngoài là 7 chiếc, một dàn trong 7 chiếc nữa thành 14 chiếc, đĩa là 6 chiếc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bát to được 6 chiếc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, xoong 1 chiếc, chảo 1 chiếc. Sau đây chúng ta sẽ xem máy hoạt động nhé. Máy có hai dàn rửa trên và dưới, dàn trên và dàn dưới. Khi chúng ta ăn xong là xếp thẳng vào và không cần tráng như máy sản xuất tại Đức. Máy hoạt động bằng cách đun nước nóng lên và phun áp lực cao và rửa rất sạch. Đấy, rất là hài lòng khi mà máy rửa xong, bát sẽ sạch khô bong khô cóng, không còn một vết bẩn nào cả. Máy đơn giản là chỉ rửa bằng nước nóng, sạch bong vết dầu mỡ và vết bẩn, không tốn tiền mua dầu rửa bát và muối rửa bát như máy sản xuất tại Đức. Máy rửa tráng và sấy khô nhanh chóng trong vòng 45 phút, nhanh hơn máy sản xuất tại Đức từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Máy sản xuất tại Đức thì rửa đã lâu, phải trên 1 tiếng 2 tiếng mới xong. Đó. Đấy. 4 cái dàn quay này nó sẽ phun nước nóng áp lực cao lên toàn bộ bát đĩa và xong rồi để rửa sạch. Đấy, máy hoạt động thì nguyên tắc là chỉ đun nước nóng lên và phun áp lực cao vòng quanh xung quanh xoong lồi bát đĩa. Và hôm nay chúng tôi sẽ review cho các bạn đến đây và kết thúc ở đây. Bạn có thể xem là máy rửa bát hoạt động ra sao. Và xin chào các bạn, xin cảm ơn.